Tương truyền rằng, khi xưa nữ oa phá trời bằng đá ngũ sắc, có hai mảnh vỡ rơi xuống trần gian. Một mảnh rơi vào trong hang động vô ngã, ngày ngày hấp thụ bóng tối và đã biến đổi thành tà vật chí hung, quạt chiêu hồn. Mảnh còn lại rơi vào đỉnh của một ngọn núi, được ánh mặt trời từ buổi sơ khai chiếu rọi. Sau khi hấp thụ được linh khí trời đất, nó hóa thành pháp bảo cùng vệ nữ. Cả hai báu vật này đã tồn tại ở đó trong hàng triệu năm trước khi được tìm thấy. Tà vật quạt chiêu hồn thuộc về giáo đồ phái Kinh Môn, còn pháp bảo cung vệ nữ rơi vào tay Thiên Ưng giáo. Hai giáo phái này vốn là đối địch của nhau. Vì muốn sở hữu cả hai báu vật, nên trong đêm thất tịch, phái Thiên Ưng bất ngờ tập kích và tiêu diệt toàn bộ môn đồ của phái Kinh Môn. Tuy nhiên, chúng không thể tìm được quạt chiêu hồn, bởi vì nó đã được mang đi cùng với truyền nhân cuối cùng. 18 năm sau, Theo Anat là con gái duy nhất của giáo chủ phái Thiên Ưng, một người con gái có dung mạo xinh đẹp, thông thạo cầm ký thi họa. Tuy nhiên, nàng lại vô cùng yêu thích bắn cung. Trong một lần trốn đi chơi, nàng ra khu vực sau núi để luyện bắn cung, nhưng không may bị lạc đường. Tình cờ, nàng gặp được Pen, người duy nhất còn sống sau cuộc diệt môn năm đó, cũng chính là con trai của giáo chủ phái Kinh Môn. Cuộc gặp gỡ định mệnh này cũng chính là khởi đầu cho một mối lương duyên đầy trắc trở. Thời gian sau đó, Pen và Theo Anat gặp nhau nhiều hơn và dần dần nảy sinh tình cảm. Ngỡ rằng cả hai sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng số phận lại trêu đùa cả hai người khi mà liên tục những biến cố xảy ra. Ma Nhân Vương, kẻ đứng đầu của ma đạo, đã dẫn đội quân của mình tấn công trực tiếp vào phái Thiên Ưng. Không kịp trở tay, toàn bộ môn đồ đã bị diệt vong, pháp bảo cùng vệ nữ cũng đã bị lấy đi. Khi Theo Anat dẫn Pen về nhà, thì thứ mà cô nhìn thấy chỉ là một đống đổ nát hoang tàn. Cô chạy vào nhà và thấy cha mình đang hấp hối. Trước khi qua đời, ông đã nói cho cô biết toàn bộ bí mật về hai món báu vật kia. Khi mà chúng tìm được chủ nhân đích thực của mình, cả hai sẽ kết hợp lại và tạo nên cây cầu ô thước, một cây cầu giúp bước vào ngôi đền huyền thoại. Bên trong có chứa một cuốn bí kíp, thứ mà sẽ giúp người sở hữu nó xưng bá võ lâm. Cả hai theo lời chỉ dẫn đi tìm Bạch Mao Ngưu, một con bò đã tu luyện hàng nghìn năm, kẻ mà năm xưa đã tìm ra bí mật của hai món báu vật này. Được sự hướng dẫn của Bạch Mao Ngưu, cả hai người tiến bộ nhanh chóng. Sau 2 năm dài luyện tập, cả hai quyết tâm đi tìm Ma Nhân Vương để có thể báo thù. Vào mùa đông năm ấy, khi mà tuyết trắng phủ khắp mọi nơi, Pen và Theo Anat đã tìm tới xào huyệt của Ma Nhân Vương. Tuy nhiên, cả hai đều không phải là đối thủ của hắn. Ma Nhân Vương còn tiết lộ cho Pen biết được bí mật năm nào. Theo Anat chính là con của kẻ năm xưa, người đã nhẫn tâm sát hại cả gia đình cũng như giáo phái của chàng. Oán khí trong Pen trỗi dậy cũng chính là thứ sức mạnh đánh thức được quạt chiêu hồn. Khi biết tin này, Theo Anat cũng rơi những giọt nước mắt, nàng nguyện nghe theo mọi quyết định của Pen. Đứng giữa ranh giới, giữa tình yêu và thù hận, Pen gần như mất hết lý trí. Khi Pen chuẩn bị ra tay, thì cung vệ nữ bất ngờ xuất hiện và bảo vệ Theo Anat. Hai món bảo vật cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân của mình. Giờ đây giữa tình yêu và trách nhiệm, liệu họ sẽ lựa chọn như nào? Cả hai sẽ bỏ qua hết hận thù trong quá khứ để có thể hợp sức đánh bại Ma Nhân Vương và mở ra cây cầu ô thước? Hay là Pen sẽ bị thù hận che mờ và ra tay với người con gái mà anh yêu? Mối lương duyên này sẽ đi về đâu? Hãy cùng phiêu lưu vào bình nguyên vô tận để có thể biết được lựa chọn của cả hai nhé!